Kính thưa chư quý vị thính giả, bài Châu Cò Tào Hảo mà Đức Giáo Chủ viết ra từ năm Nhâm Ngũ 1942 là một bài thuyết pháp rất nhiệm màu. Theo đây thì hành giả phải thọ trì ngũ giới tam quy, cố gắng diệt lục căn lục trần, hóa tan ngũ uẩn, đạt đáo vị ngàn, vượt khỏi lục đạo luân hồi và trí huệ vậy. Và khi đạt đến đó thì mới hy vọng cứu vớt được tổ tông. Kính mời quý vị theo dõi bài Châu Cò Tào Hảo, Bạc Liêu, ngày 25 tháng 4 năm Nhâm Ngũ. Chương trình diễn ngâm sẽ do hai vị tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thực hiện. Nguyễn Mỹ Châu. Nguyễn Mỹ Nhị. Thành kính thực hiện. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính Phật. Y'all.
trì mà dẹp gây chông. Ngày nào đất được lục thông, vớt hồn cha mẹ tổ tông bài đời. Về cực lạc thành tôi ăn dưỡng, người ấy là ngài ban thưởng công tu. Chúc mi cho đó dẹp mi mấy mồ dân vàng bạc tròn. Đến ngày biển càng non mòn, tử ân đã trắng chẳng còn tội căn. Nay ông nhập tử sao tuy khác thiện căn ngữ dần đồng. Lắng tai nghe được tính hồng, tờ hoa ít chờ gọi lòng chia vui. Nam mô A Di Đà Phật.